Vâng, xin chào anh em, đây là ông anh của tôi, anh Trung. Đây là sếp của Sế Cưng nhá. Một kênh mà ngày xưa em muốn xin vào làm mà không được. Thôi thôi, đừng nói câu chuyện đấy nha. Vâng, đây anh em, thì đây là xe mà anh Trung mới đổi. Anh Trung mới đổi chiếc Accent đời cái form cũ anh ạ. Đổi sang con này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hỏi anh Trung về câu chuyện xe thôi. Còn câu chuyện mà tôi không được vào Sế Cưng làm được cách đây mấy năm thì chúng ta sẽ giải quyết với nhau ở video sau. Ok, lần đầu tiên thì chắc là cũng gửi lời chào đến anh em của mấy xe. Tuổi đời thì nhiều hơn Linh nhưng mà tuổi nghề thì chắc là vẫn còn kém các em. Nên là cũng rất là vui có cơ hội để gặp anh em ở đây và chia sẻ về cái chiếc xe của mình. Tại sao anh lại đổi Accent để lấy chiếc Ford Focus này? Có nhiều lý do, nhưng mà ví dụ như là cái lý do đầu tiên thì chắc là cái xe Accent là cái xe mà anh mua đầu tiên. Thế nên là anh mua hồi đấy là 2019. Đến cái thời điểm này thì nó khoảng 4 năm rồi. Thì thường thì có một cái chu kỳ là cứ đến 4 năm thì người ta sẽ suy nghĩ đến việc đổi xe. Thì anh cũng là rơi vào cái chu kỳ đấy. Đó, và thứ hai là cái chiếc Hyundai Accent của anh thì ở cái thời điểm mà anh mua ấy, anh bỏ ra 640 triệu anh mua chiếc xe đấy, thì ở thời điểm đó với cái trải nghiệm của cá nhân anh thì anh đánh giá nó là cái xe hoàn hảo đối với cá nhân anh. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì khi mà trong một cái thời gian mà sử dụng và đồng thời là mình cũng làm nghề thì mình cũng được là trải nghiệm nhiều mẫu xe, thì mình mới nhận ra rằng là chiếc xe của mình nó có những cái nhược điểm. Đó, và những cái nhược điểm đó thì càng về sau thì mình càng nhận ra nhiều hơn. Và mình bắt đầu cảm thấy là mình cần tìm kiếm một cái mẫu xe khác. Đó, và đến thứ ba thì là một lý do nữa là trong cái quá trình sử dụng thì cái chiếc Hyundai Accent đối với anh thì nó là một cái chiếc xe khá là lành. Tuy nhiên đến cái thời điểm đấy là khoảng 6 vạn thì nó bắt đầu có một số những cái lỗi. Nó là bệnh kinh niên của Accent thôi, là cái lỗi trục lái. Thì thật ra cái lỗi đấy thì hãng sẽ khắc phục miễn phí. Tuy nhiên thì theo như anh tìm hiểu thì không thể khắc phục triệt để 100%. Đó, thế nên là với ba cái lý do đấy thì anh đã bắt đầu suy nghĩ đến việc là đổi xe. Thế thì tại sao lại là Focus mà không phải là một cái tên khác hả anh Trung? Thì thực ra là khi mà bắt đầu nghĩ đến việc đổi xe thì mình sẽ bắt đầu đưa ra những cái mức giá. Thì ở cái thời điểm như năm nay thì có thể anh em đều thấy là thời điểm tiền rất là khó. Ví dụ như bây giờ mình mà đổi lên một cái mẫu gầm cao chẳng hạn thì nó sẽ rơi vào khoảng, cứ cho là khoảng phải 800-900 triệu thì mới được một con lướt và ngon. Thì thật ra thì cái khoảng đấy thì mình sẽ phải cố rất là nhiều. Còn cái khoảng giá ví dụ như là khi mà mình bán chiếc xe Accent của mình đi mà mình chỉ cần thêm khoảng 100 cho đến hơn 100 triệu thì là có thể mua một chiếc xe như thế này rồi. Thì anh đã lựa chọn cái khoảng giá đó. Và cái điểm quan trọng là trong cái khoảng giá đó thì Focus là một chiếc xe anh nghĩ rằng là mang lại nhiều giá trị nhất. 180 mã lực rồi động cơ khung gầm vân vân, mọi thứ của nó thì anh nghĩ rằng là giá thị trường của nó đã xuống đến dưới cái mức giá trị mà nó có thể mang lại rồi. Đó. Thứ hai thì là cái điểm là chiếc xe này sẽ là một chiếc xe mà sẽ rất khó để lỗi thời. Bởi vì là ở Việt Nam không bán cái phiên bản nào mới nữa. Thế nên là rõ ràng là nhìn cái xe này ở ngoài đường là sẽ không bao giờ có phiên bản sau. Đấy là không bị lỗi thời. Và đồng thời thứ ba thì là về trang bị option của nó thì không thiếu một cái gì cả. Có hai cái mà anh thấy thiếu là phanh tay điện tử với cả auto hold thôi. Còn lại kể cả những cái như là an toàn chủ động thì mình hoàn toàn có thể độ được. Đấy, mình có thể retrofit. Theo như anh tìm hiểu thì nó khoảng 20 triệu là mình đã có full bộ ADAS của nó rồi. Quá rẻ. Đấy. Thế nên là anh nghĩ rằng là đấy là một chiếc xe mang lại giá trị tốt với một mức giá mình có thể đáp ứng được, và về đường dài thì nó không bị lỗi thời. Thì đấy là lý do mà anh lựa chọn chiếc xe này. Như anh Trung nói là khi mà chọn Focus ấy, là anh đã chọn được một xe mà cái số tiền mình phải bỏ ra nó thấp hơn cái giá trị mà xe mang lại cho mình. Đấy, nhưng mà đâu phải ngẫu nhiên mà Focus lại là một chiếc xe như vậy. Em luôn giữ cái quan điểm là một cái xe nó bao nhiêu tiền thì nó là do thị trường quyết định. Đúng, không phải tự dưng nó đắt mà cũng không phải tự dưng nó rẻ. Vậy nên là khi chọn chiếc xe này thì anh phải đánh đổi những cái gì? Thì rõ ràng là cái xe này khi mà nó bán niêm yết và bán mới thì nó không phải là một chiếc xe rẻ. Và anh nghĩ rằng là đấy là cái lý do đầu tiên khiến nó không còn bán ở thị trường Việt Nam nữa. Duyên thứ hai thì với cá nhân anh thì anh không nghĩ đây là một chiếc xe mà phù hợp với số đông người tiêu dùng Việt Nam. Với những cái tiêu chí mà họ hay đòi hỏi ở một chiếc xe thì anh hay dùng một cái câu là một cái xe ở thị trường Việt Nam mà muốn bán tốt ấy, thì nó sẽ là một chiếc xe mà đáp ứng được đa nhu cầu. Bởi vì mình hình dung là ở trong một gia đình ở Việt Nam thì thường là chỉ có một cái xe thôi, và cái xe đấy là phục vụ tất cả mọi người trong gia đình. Thế nên là anh em rất hay có những cái câu bỉ bôi theo kiểu là xe này chật lắm, với cả xe này thiếu option rồi vân vân, xe này xấu lắm vân vân. Thì cái xe này nó không đáp ứng được đa phần những cái nhu cầu của người tiêu dùng số đông tại Việt Nam. Ví dụ như nó là một cái xe rất là chật. Đó, và thứ hai là nó là một cái xe mà anh nghĩ rằng là
với một cái khối động cơ lên đến 180 mã lực ấy, thì thực ra nó không phải là một cái quá là hấp dẫn với số đông người tiêu dùng. Với anh em mình, những người thích xe thì có thể là sẽ thích, nhưng mà với số đông thì người ta sẽ nhìn nhận nó là một chiếc xe tốn xăng. Thứ ba là cái chi phí bảo dưỡng của nó thì rõ ràng là so với xe châu Á như kiểu xe Nhật và xe Hàn thì chắc chắn là nó sẽ cao hơn, nhỉnh hơn. Cao hơn nhiều không anh? Theo như cái mà anh thì anh chưa bảo dưỡng theo kiểu là nhiều với chiếc xe này, anh chỉ làm lại một lượt khi mà anh nhận xe về thôi, nhưng mà anh nghĩ rằng là theo như cái cảm quan của anh thì nó sẽ cao hơn khoảng 20-30% tùy vào chi phí cả về phụ tùng cũng như là công thay ở trong hãng thì nó sẽ cao hơn. Đấy, bây giờ cụ thể hơn về những thứ mà anh cho là nó có giá trị khác biệt so với những chiếc xe ở trong cùng phân khúc, cùng tầm tiền. Anh nghĩ rằng là cái điểm đầu tiên là lái hay. Mà cái sự lái hay của Focus thì anh sẽ phân chia nó ra thành một số điểm. Đầu tiên là cảm giác vận hành liên quan đến việc kiểm soát của nó. Cái vô lăng của Focus phải nói là thật sự là khá là chính xác. Nó không phải là một cái vô lăng quá nặng. Tuy nhiên đối với anh thì ở mọi giải tốc độ anh đều có thể với một cái thao tác chỉnh lái là anh đã có thể xác định được đầu xe và đặt nó vào cái vị trí mong muốn. Thông thường thì với một số những cái mẫu xe khác ở trong cái tầm tiền này thì anh nghĩ rằng là anh sẽ thường xuyên phải chỉnh. Thì cái xe này nó không cho anh cái điều đấy. Thứ hai là cái khối động cơ của nó 180 mã lực, 240 Nm và đạt được ở giải vòng tua khoảng 1650 vòng. Thì với anh thì nó đạp là lên. Thật sự là nó rất bốc. Tuy nhiên thì có một điểm nữa ở trong cái lái hay mà hồi trước thì nhiều người cũng hỏi anh là giữa Civic với cả Focus thì nên chọn xe nào. Thì hồi trước thì anh hay trả lời mọi người là Focus thì vẫn lái hay hơn so với Civic một bậc. Tuy nhiên thì khi mà đã sở hữu Focus rồi thì anh mới nhận ra rằng là cái lái hay của Civic và Focus nó là một hai cái chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Với Focus thì anh nghĩ rằng là dù lái hay nhưng mà nó vẫn có một phần nào đấy nó nuông chiều người dùng. Nó không có một cái mức độ cực đoan theo kiểu Civic. Civic khi mà em ngồi vào xe một phát là người em dính xuống mặt đường, và khi mà em đạp ga, em vần vô lăng, em đã thấy nó có một cái độ rất là chắc và nó phải nói là độ siết rất là nhiều. Và đồng thời thì Civic thì anh em cũng đều biết là cái nhược điểm của nó là ồn. Thì cái xe này thì nó lại êm ái hơn. Đấy, nó không có cái mức độ cực đoan như vậy, nhưng mà đổi lại thì anh nhận ra rằng là cái xe này nếu như khi mà anh chạy nhanh và chạy hơi gắt một chút thì anh cảm thấy là nó hơi bồng bềnh hơn. Tức là mình không có một cái cảm giác tì miết xuống mặt đường nhiều. Đó, thế nhưng mà đấy nó dẫn đến một cái ưu điểm thứ hai là anh nghĩ rằng là thật ra anh không phải là một người quá là đua bơi, ham mê tốc độ hay là gì cả, và anh cũng là di chuyển hàng ngày thôi. Thì cái việc mà nó êm ái là một điều rất quan trọng. Thì cái xe này vừa lái hay nhưng nó vẫn mang lại một cái mức độ chiều chuộng nhất định. Nó không tạo cho chúng ta một cái không gian mà có thể nói là có một cái mức độ gì đấy thiếu thoải mái. Cái xe này cách âm khá tốt. Vâng. Em thấy cái mà hơn rất là rõ của Focus với Civic đấy là nó êm, mà nó không bị ồn như Civic. Thậm chí là nó có khả năng cách âm em nghĩ là đấy ở mức tốt luôn, ngang tầm với cả những cái xe cả tiền tỷ luôn ấy. Em đi cái con Camry ấy, nó ồn rào, không khác gì Civic luôn. Nhưng mà xe của Honda ấy, nó có cái kiểu ồn mà tức là bây giờ nếu mà ông lấy cái máy đo decibel ra thì chưa chắc nó đã nhiều decibel bằng con Camry cơ. Thậm chí đấy, bây giờ đo con Camry là decibel nó còn lớn hơn con Civic. Nhưng cái kiểu cái tiếng ồn của Camry chẳng hạn nó dễ chịu hơn cái tiếng ồn của xe Honda. Nó cũng rào, con Honda nó cũng rào, rất khó chịu. Cái này thì anh cũng có một chút hiểu biết về âm thanh thì anh cũng có thể chia sẻ thêm. Tức là cái việc mà đo độ ồn ấy thì nó chỉ đo được về cái cường độ âm thanh thôi. Còn ở trong một cái giải trường âm thanh từ dụ từ khoảng 20 hạc cho đến 20.000 hạc chẳng hạn thì nó sẽ có những cái tần số mà nó tạo ra cái sự khó chịu, và những cái tần số nó có thể cộng hưởng ở trong cái cabin xe. Thì cái độ ồn của Honda là kiểu mà có một cái tần số rất khó chịu và nó liên tục cộng hưởng ở trong cabin xe, nó tạo ra cái tiếng mà anh em hay mô tả là cái tiếng ù ấy. Thì cái tiếng ù đấy là cái tạo ra sự khó chịu chứ không phải là một cái độ ồn có decibel lớn, cái cường độ âm thanh lớn. Đấy, và hy vọng là anh sẽ chia sẻ cái này nhiều hơn trên những clip của Xế Cưng. Em thấy bây giờ các ông ra so hai xe với nhau ở con này ồn hơn 2 decibel thì suy ra con này ồn hơn, thế thì nó em thấy nó hơi buồn cười. Và đôi khi là khán giả hiểu sai lệch đi về cái câu chuyện độ ồn. Nó là một cái gọi là nó là một yếu tố nhưng nó không phải là tất cả. Đúng rồi. Bởi vì cái nó làm rất là đa chiều. Vâng. Đó. Ok. Còn cái thứ ba thì đấy thì anh cũng nói nốt là nó có đầy đủ các cái trang bị. Vâng. Không thiếu một cái gì cả. Nếu mà anh nói rồi, còn thêm một cái nữa là nó có những cái trang bị mà anh nói thật là thật ra không phải là mình dùng nhiều đâu, nhưng mà nó là cái cảm xúc khi mà mình sở hữu một cái mẫu xe mà dụ nó có lùi chuồng tự động này. Đấy, hoặc là cái gạt mưa của nó lại thay vì là nó như là bình thường thì nó lại là mở ra như thế này, hai chiều mở hai bên, rất nó rất là rộng.
Hay là cái chi tiết rửa đèn pha chẳng hạn, anh chả dùng bao giờ. Nhưng mà mỗi khi mà mình nghĩ về chiếc xe của mình, ôi cái này, xe này nó có cái này, mình cảm thấy rất cảm xúc. Thôi bây giờ ở thêm một hai câu cuối cùng là về cái hành trình chọn mua xe. Đầu tiên là anh bán Accent 2018 bản gì là bao tiền? Anh Accent của anh là bản 2019, bản cao cấp nhất, màu trắng. Anh bán được khoảng 415 triệu. Là bán cho thợ hay bán cho người dùng? Bán cho thợ. 415 triệu cho thợ luôn, cho nhanh đúng không? Cho thợ. Và anh mua cái xe này là 489 triệu. Chuyển tiền cho chính chủ. Chính chủ. Bán cho thợ và mua của chủ. Rồi. Anh em thấy là nếu như là anh em xem ở trên những cái trang mua bán, cái xe Focus này nó sẽ rơi vào khoảng salon mà giao thì nó sẽ đời, cái này của anh là tháng 11 năm 2018 thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 500. Thợ sẽ ra khoảng hơn 500. Khoảng 520, 503 tầm đấy. Thì anh em nghĩ là em thấy là anh mua 409 và anh lại còn mua của người dùng đúng không? Ờ thì nghe có vẻ hời đúng không? Rồi thì bây giờ anh sẽ nói cho em biết là nó sẽ có những cái gì. Thì 409 thôi, bây giờ cứ cho là 409 đi. À, với 503 là 40 triệu gì. Thì xe này về như nói trao đổi với chủ xe thì là chủ xe nói là em bảo dưỡng định kỳ rất đủ. Anh cũng check lịch sử hãng rất đầy đủ, không thiếu một cái gì, bảo dưỡng đầy đủ từng mốc một là ok đúng không? Nhưng khi mà đi về thì anh thì cũng là gọi là cũng có quen biết một số anh em thì cũng mang cái xe này đi nâng gầm. Thì là gì? Có một số những cái lỗi xe, vừa là lỗi gọi là kinh điên của nó nhưng mà chủ chưa khắc phục, bởi vì người ta xác định là người ta bán. Những cái lỗi đấy không ảnh hưởng đến vận hành của xe nhá, xe không đâm đụng nhá, nhưng mà những cái lỗi đấy nếu như là người ta để đi chắc chắn người ta sẽ khắc phục. Ví dụ như là cái phuộc trước bên phải thì là vẫn ngon nhưng bên trái là đã bắt đầu thấm dầu rồi, người ta không khắc phục. Cái cổ hút của nó thì cái Focus này nó có một cái lỗi là cái cổ hút thì nó sẽ để một thời gian, đi một thời gian thì nó sẽ bị thấm dầu ra ngoài và sẽ cần phải thay. Đó, hoặc là nó có một cái lỗi cảm biến ABS. Chiếc xe cụ thể này thì sau khi mà khắc phục là phuộc này, thay cổ hút này, vệ sinh này, bảo dưỡng cấp trung bình này, vân vân. Tổng bill của anh là 21 triệu. Tân tật. Thì là 490 triệu, em cộng thêm 21 triệu là bao nhiêu rồi? 501. Anh đi spa, đánh bóng, dọn dẹp nội thất, vân vân. Hết 6 triệu nữa. Đấy là chưa tút tát sơn si lại. Chưa sơn si lại đấy. Sơn si lại là lại 10 triệu nữa. Ừ thôi cứ cho là không sơn si, xe này cũng đẹp rồi. Thế là 415 triệu. Thì anh em thợ lãi được bao nhiêu tiền? Nếu như giao 503 thì theo như anh biết thì cũng phải ra lộc 50 triệu đúng không? 520. Thì mọi người có thể thấy rằng là mọi người cứ nghĩ là nhiều khi là chúng ta là người dân, đặt mình vào vị thế là người dân đi mua thì sẽ muốn là mua rẻ, muốn là nghĩ rằng là thợ sẽ lãi dày, ăn dày. Nhưng mà ví dụ như một cái chiếc xe như thế này, chưa kể là cái thời gian nó nằm sẽ rất là lâu. Bởi vì đây không phải là một cái chiếc xe dễ bán, nó không phải giống như là những cái xe phổ thông mà nhiều người thích. Nên là cái khoảng giá đấy nó, anh nghĩ rằng là nếu như là có thể tìm được một cái chiếc xe ở salon mức giá cao hơn một chút, anh sẽ sẵn sàng mua. Nếu như là anh đã có kinh nghiệm như thế này rồi. Bởi vì đương nhiên là giá có thể rẻ hơn, xong cuối cùng, à đấy còn chưa tính là sang tên nữa nhá. Tiền sang tên 88 triệu nữa. Thì có phải là 503 gì nữa. Đúng không? Đấy thì đắt hơn mua ở thợ. Đấy thì anh em có thể, tất cả những cái con số này là con số thực tế mình mua, và những con số mà tham khảo giá salon các thứ anh em có thể lên các cái trang ví dụ oto.com để có thể check. Cái hành trình đi tìm xe thì sao? Với một chiếc xe mà cũng gọi là thuộc dạng hiếm và cái trao đổi, cái tính thanh khoản trên thị trường cũng không quá nhiều, quá cao. Cái tính chất của cái xe này thì là một cái xe mà nếu mà ai đã đi thì rất là yêu, và đã đi thì đã đi rất nhiều. Thế nên là thực tế là ví dụ như là anh rất là muốn tìm cái bản S, bản hatchback, nhưng mà thật ra cuối cùng này cũng chỉ mua được bản Titanium là bản sedan thôi. Bởi vì có một cái thực trạng thì ở đây thì anh cũng muốn chia sẻ. Mình thì cũng làm trong ngành xe, cũng như là mình cũng làm thời gian làm về ngành xe cũ. Anh phải nói thật là để mà nói là nó thật sự minh bạch thì cũng rất là khó. Vì xe này thì là một xe mà không còn mua mới nữa, thế nên là bắt buộc phải mua cũ. Thì cái thời gian mà anh tìm xe là khoảng 2 tháng. Trong khoảng 1 tháng đầu tiên thì anh đi gọi là scan toàn bộ thị trường để xem có những con nào. Thì về cơ bản thì ở trên thị trường ở thời điểm đấy thì nó sẽ có khoảng 7-8 con ở Hà Nội này là đúng cái bản mà anh muốn mua, màu mà anh muốn mua. Thì về cơ bản thì anh em thì vẫn có những cái giao bán là dụ là ô đô là bao nhiêu, chuẩn km, rồi đâm đụng
tặng xe gì đấy vân vân. Thế nhưng mà anh thì cũng nhờ các anh thường là anh xem online xong anh sẽ gửi cho một anh em thợ quen, anh em mà nhập xe Accent của anh thì anh em tìm luôn cho anh cái con này, thì là anh em cũng xem ảnh qua được vòng thẩm định online thì là anh em sẽ đến xem. Thì anh đã, các anh em thợ của anh đã đi xem khoảng 3 con. Có những con anh em bảo là xe đẹp, vô lăng cần số các thứ mới vân vân. Salon nói là khoảng 5 vạn. Nhưng mà đến thì anh em nói là cái chất xe không thể dưới 10 vạn được. Vì mọi người thường là tua về để cho dễ bán ấy. Nên đối với quan điểm của anh thì anh không quan trọng quá về cái việc là ô đô. Anh nói thẳng là anh không quan trọng quá 1-2 vạn nó không phải là vấn đề. Bởi vì đằng nào mình về mình cũng sẽ phải làm lại để xe đi thật sự là ngon. Tuy nhiên ấy, cái mà anh không cảm thấy vui với cái việc các cái salon mà họ, khi mà họ tua ấy, tức là bởi vì họ đã tua rồi, mình hỏi họ là cái chất xe này thì nếu như anh nhìn anh bảo là bao nhiêu, để nếu như là cái chất xe nó hợp lý với cả cái giá tiền thì em sẽ đến xem. Em không quan trọng ô đô nhưng quả chắc chắn là chất xe chuẩn đúng như ô đô. Anh nói thẳng luôn là em không phải là dân, em không phải là thợ, em sẽ nhờ thợ đến xem, nhưng mà anh chất xe có chuẩn như thế không. Anh em bảo là chuẩn, đến xem thì không chuẩn. Ví dụ như xe này đến 8 vạn là phải thay cao su chân máy rồi, có một con 5 vạn. Thợ đến thì bảo là cao su chân máy thay rồi. 5 vạn làm sao mà đã phải thay cao su chân máy. Theo như cái kinh nghiệm của thợ chia sẻ là như vậy. Sau 1 tháng thì là anh thuộc hết tất cả con xe ở trên chợ rồi. Con nào là anh biết rồi. Đấy, và đã không nhập được, anh đã phải mua đến, đã đi xem 3 con, 3 đến 4 con, không mua được. Vì nó cái chất xe so với cả những gì mà người ta nói không giống. Thì đấy là cái lý do mà anh không mua xe của thợ 1 tháng. Thì sau đấy là anh bắt đầu đi tìm xe của dân. Thì cái hành trình tìm xe của dân thì thực ra anh chỉ xem 2 con thôi. Và trước cái con này thì anh đã mua trượt một chiếc 2016, thực ra chạy 10 vạn. Nhưng mà chủ xe rất là dữ. Thế nhưng mà đơn giản là tối hôm đấy anh đi xem, đến sáng hôm sau anh nhắn tin là điêu giá mặc cả thì anh đã bảo xe bán rồi. Đấy, thì mọi người cũng có thể hình dung được là nếu như cái xe này mà ở trong dân ấy thì nó sẽ bay rất là nhanh. Còn đến cái chiếc xe này thì là sau khi mà đã mua hụt thì anh quyết định là anh đăng một bài post lên. Để có thể Linh cũng thấy cái bài post đấy, là anh tìm Focus đời này, màu này, không như này, như này, như này. Và anh không giao dịch xe ở trên chợ vì anh đã có tất cả những con xe rồi. Tôi biết hết rồi. Đấy, thì là sau đấy thì làm cái bạn chủ xe này comment vào trong cái post của anh là đấy, em có cái xe này đời 18 như này, như này. À đấy, trong comment, trong post. Trong comment trước bạn đấy là bạn ấy còn chưa post lên. Và anh đến ngay trong chiều hôm đấy, bạn ấy comment lúc 3 giờ thì 6 giờ anh nhờ thợ đến xem. Thợ bảo ok lấy được. Bạn ý đầu tiên bạn ý nói là 500 triệu thì bạn ý mới bán, và anh phải thực hiện mọi cái sang tên. Thì anh bảo là thôi anh đã mua rất là nhanh thì bớt 10 triệu là nó là 490. Thì thợ nói với anh là 49 thì số hơi xấu nên là bớt 1 triệu là 489. Đấy là cái xe này anh lấy với giá 489 như anh chia sẻ. Nhưng đấy thì sau đấy về thì cũng vẫn phải dọn dẹp và vẫn phải làm lại thì nó mới có thể ngon được. Đấy, một người mà nói thẳng là anh em mình có kinh nghiệm, cũng không phải là mình giỏi giang gì cả, nhưng mà vì mình làm trong cái lĩnh vực đấy nên có gì thì mình lại hỏi người này hỏi người kia, anh em kết nối với nhau mà đi tìm một con xe nó đang còn khó khăn như thế. Thế nên vì lý do vì sao cũng có nhiều ông cứ comment là mua xe lướt đỡ được 200 triệu, nhưng mà đấy là lúc ông tưởng tượng thôi. Còn lúc khi ông cầm tiền ra chợ để ông đi tìm xe ấy, thì ông mới thấy là khi mà người ta không có đủ dữ kiện, không có đủ kinh nghiệm, đủ quan hệ, đủ hiểu biết để người ta tìm được xe cũ, thậm chí là xe lướt thôi nhá, thì người ta bắt buộc phải mua xe mới thôi để mua sự yên tâm. Rồi, ông cứ đánh ở trong hãng ra. Em thì cũng chưa phải là chủ xe này. Nhưng mà qua cái chia sẻ của anh Trung thì em thấy là để nói là phải là một dân chơi mới đi được Focus thì nó không hẳn đến mức như thế. Nhưng ít nhất là một người cũng phải biết một chút về xe và luôn luôn chấp nhận sự đánh đổi. Nên là chúng ta phải biết là mua xe này chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chứ bây giờ mua xong rồi lên đi sửa chữa một lần rồi đổ xăng mấy hôm thấy ấy xong lại lên chửi là xe Ford này thế kia thì đấy là người không phù hợp. Còn em thì cũng lái thử cái xe này rồi, trước em cũng mượn con này em chạy được khoảng 2 ngày thì thực sự em và em cũng làm một cái video là hãy tránh xa Focus đi nếu mà bạn không muốn mất tiền tỷ. Bởi vì thực sự là nếu mà đi cái xe này rồi thì bây giờ muốn đổi thì chỉ có hai phương án. Một là anh em phải mua tầm beam, ít nhất là mua con beam 3 loanh quanh 1 tỷ. Đó. Hai là nếu mà không có tiền thì phải mua hẳn cái beam kiểu đời E46 các thứ khoảng 200-300, nhưng mà mua những cái con đấy thì lại phải là dân chơi. Mình lại phải tốn nhiều cái khác so với cái tiền mình bỏ ra ban đầu. Đấy thì rất vui vì ngày hôm nay được gặp anh Trung ở đây. Không những là chia sẻ câu chuyện xe cộ, đổi xe, mà còn về thị trường xe, còn về cái hành trình đi tìm mua xe. Và hy vọng là một ngày lại được lên xế cưng để tiếp kênh mình mơ ước bao nhiêu đâu. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rồi. Cảm ơn vì đã đến đây. Và
rộng lượng lên hình với cả mấy xe. Cái này anh cũng vui mà, anh cũng thích lên hình mà. Okay. Okay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Mây Xe sớm đạt tới 400.000 subscriber, cũng như là bấm nút đăng ký xế cưng để chờ một ngày tôi sẽ tiếp tục lên xế cưng. Ok, rồi. Bye bye. Bye bye.